Chào mừng anh em trở lại với đợt cá beta giống ngày 3 tháng 3 của shop beta Bình Dương. Trong đợt cá này Long có rất nhiều dòng cá luôn anh em ha. Hôm nay Long tiếp tục lên hàng giống Alien ha. Alien Long cũng có hai màu là màu green và màu blue, xanh lá và xanh dương. Tất cả các đợt cá giống thì Long sẽ luôn có tặng cá mái ha. Chỉ trừ những cái dòng cá nào mà Long hết cá mái thì Long sẽ ghi là không tặng mái nha anh em. Ví dụ như trong đợt cá này thì cái dòng Dumbo Gold là Long hết cá mái rồi, cho nên Long sẽ không tặng cá mái được. Còn lại tất cả những cái dòng cá khác Long đều có tặng cá mái và đều ghi rõ ở phía trên đầu con cá cho anh em dễ lựa chọn ha. Nói chung là mình cũng cố gắng nâng cấp cái dịch vụ của mình. Trước thì Long chỉ có cái khuyến mãi là bao ship cho cái đơn cá giống trên 200 thôi. Bây giờ thì coi như cũng vẫn tiếp tục giữ cái chương trình là 200 cá giống, 200 bao ship. Nhưng mà mình sẽ có tặng cá mái nữa nếu anh em có nhu cầu ha. Rồi, trường hợp mà nếu anh em không có nhu cầu thì anh em vui lòng là ví dụ như mình không có nhu cầu thì cũng không có gì thay đổi hết nha anh em. Trừ khi anh em chốt nhiều mã số, ví dụ anh em chốt tới 5 mã số mà anh em nói thôi mình chỉ lấy cá trống để mà chưng thôi, không có lấy cá mái để ép. Thì ok, mình lấy nhiều mã số thì Long sẽ bớt cái tiền lại cho anh em, Long sẽ giảm giá bớt cho anh em. Còn nếu mình chỉ lấy 1-2 mã số mình không lấy quà thì mình sẽ để cái phần quà đó cho những anh em nào có nhu cầu hơn, thì cái phần quà nó sẽ được có cái ý nghĩa nhiều hơn anh em ha. Chứ mình không lấy quà rồi mình trừ tiền lại mà mình chỉ lấy có 1-2 con thì nó cũng không đáng anh em ha. Tất cả cá giống mà Long đăng bán cho anh em đều là cá tơ zin 100%. Cho dù là cá sĩ nó cũng là cá tơ zin ha. Cá giống thì mình sẽ tuyển lựa kỹ hơn nữa. Long luôn có bảo hành cá sống tận tay anh em. Cá thì sẽ đi tới tay anh em từ 1 cho đến 3 ngày. Em ở ngoài Bắc thì cũng 3 ngày là cùng thôi. Đó, thì từ 1 đến 3 ngày luôn có bảo hành cá sống tận tay cho anh em. Cá sĩ Long cũng bảo hành chứ nói chi cá giống mà mắc tiền anh em ha. Cá bên Long là đặc biệt là cá giống thì Long luôn bao chất lượng, bao gen. Cái gen là cái yếu tố quan trọng nhất ha. Cái yếu tố quyết định là mình làm ra bầy con nó có đẹp hay không. Bầy con nó đẹp, nó có giống bố mẹ hay không là do gen quyết định ha. Thì Long luôn bao gen cho anh em. Tất cả những cái dòng cá mà Long đăng lên luôn đều bao gen cho anh em ha. Ngay cả cái bầy marble, ngay cả cái dòng cá marble Long cũng bao gen nữa. Gen marble là gen F1 Thái nha anh em. Cá marble Blue Rim của Long là cá F1 Thái. Những cái dòng cá còn lại trong đợt này thì là cá Việt Nam của mình hoàn toàn. Red Fancy, cái gen cá bên Long là gen thi trong nước và quốc tế đều có giải hết á. Đi thi là phải có giải luôn anh em ơi. Bây giờ mời anh em cùng xem đợt cá lần này. Chúc anh em sẽ có một ngày cuối tuần thật ấm áp bên gia đình nha.
Rồi, ở đây mình quay cái lô này mình tính giá mềm hơn mấy em kia một tí ha. Tại vì Marble mình cũng có rất nhiều sự lựa chọn cho nên mình sẽ tính giá rẻ hơn một tí. Thì ok, mình sẽ tính là từ trái qua phải nè. Đây em trống đây là mình sẽ tính là giá là 200 nè, 250, 150 và 250 nha anh em. Đây là báo giá lại ha. 200, 250, 150 và 250. Thì cứ trên 200 là Long sẽ bao ship nè. Và chắc chắn là sẽ có tặng cá mái nha anh em. Con nào cũng được tặng cá mái hết. Đó. Anh em mua một con cũng được tặng cá mái. Giá nào cũng có tặng cá mái hết ha. Còn trên 200 là sẽ bao ship cho anh em. Từ trái qua phải. 200, 250, 150 và 250 nha anh em. Ok.
Long xin công bố kết quả mini game đợt cá trước. Anh em nào có dự đoán đúng, bình luận không chỉnh sửa trước thời gian quy định thì liên hệ với Long để nhận quà là hai cặp cá đẹp nha. Đây là ngày 3 tháng 3 mình sẽ chơi tiếp mini game trong vòng 3 ngày 3, 4, 5 đến hết ngày 5 tháng 3 ha. Anh em nào dự đoán qua ngày 6 tháng 3 là không tính nha. Mỗi anh em bình luận một lần thôi. Cú pháp mẫu thì ở phía trên tờ tiền nha. Chúc anh em may mắn ha.